Quận ủy Cẩm Lệ vừa tổ chức hội nghị quán triệt triển khai thực hiện kết luận 180 ngày 24 tháng 3 năm 2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng và phát triển quận Cẩm Lệ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cho cán bộ chủ chốt quận. Thực hiện kết luận 180, quận Cẩm Lệ xây dựng triển khai chương trình hành động và kế hoạch với những giải pháp cụ thể, sát với tình hình thực tế của quận theo đó quận cẩm lệ xác định xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị là nhiệm vụ then chốt là nền tảng quan trọng quyết định đến việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của quận phát triển thương mại dịch vụ du lịch và công nghiệp sạch là trọng tâm phát triển kinh tế phát triển các khu đô thị lớn đô thị xanh là khâu quan trọng trong đầu tư hạ tầng đô thị của quận chú trọng đầu tư xây dựng phát triển lĩnh vực văn hóa thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội nâng cao chất lượng đời sống nhân dân đảm bảo quốc phòng an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội